Rồi, hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di động Quân Phúc. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em mấy nữa nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Và quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhớ như mình họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua nha. À, những anh em nào mà chuyển khoản thanh thì mình sẽ bao ship. Đó, anh em tin tưởng gì khoản thanh thì mình bao ship cho anh em luôn. Khỏi phải tốn tiền ship. Còn anh em nào cọc cạc thì vui lòng chịu phí ship cho mình nha. Rồi, không dài dòng nữa nha. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một em Oppo A37. Một con huyền thoại trong clip mình luôn, liên tục có ha. Máy này thay vỏ sau, thì nói chung là đẹp kia nè anh em. Nắp này thay rất đơn giản, chẳng có gì hết, cậy ra cái thay thôi. Còn màn đồ kính còn được ok nha. Con này màn hình 5 inch, RAM 216, pin con này là 2420. Đây, sẽ test sơ cho anh em chức năng. Đó. Chức năng ok ha, Wi-Fi A37. Rồi, con này thì nói chung là nghe gọi lên mạng cũng ok nha anh em. Giá 1.500.000 nha. Kèm sạc dán kính cho anh em nha, 1.050.000. Tiếp theo con thứ hai là con Ri710. Con này máy riêng nhưng mà vỏ hơi xấu nha anh em, mình chưa có thay nha. Đó, vỏ riết này nói chung là xuất sắc như clip mình quay này. Đường cái là màn kính đẹp keng, màn ring. Kính thì đã dán lực cho anh em rồi, keng sà beng luôn. Màn rất cực sáng đẹp nha, không ám nha. Cái màn này rất là mắc tiền anh em. Cái dòng Ri710 này màn rất là mắc. Đồng ý cái máy nó ra lâu rồi nhưng mà rất là mắc tiền cái màn. Màn thay là anh em đừng có so với máy này nha. Những cái này màn thay không nói chuyện được nha. Con này là màn ring. Màn ring đặc biệt luôn. Đó, máy đặc biệt cực đẹp. Wi-Fi mạnh nha anh em. Cái dòng này thì loa nó hơi nhỏ. Dòng này thực sự anh em là loa nó không có được ngon, nó nhỏ lắm, không có to mấy, nên anh em mua thì tự biết nha. Đây, mình sẽ thử loa cho anh em coi. Đó, loa nó chỉ cỡ đây thôi. Đó. Nói chung mua ok, ý mình nói trước đây thôi chứ còn không có vấn đề hết. Vỏ xấu thôi. Con này RAM 216 nha, màn hình 5.5 inch. Pin thì 3.3, để anh em giá 1.500.000 thôi. 1.500.000 nha, còn ngang con A37 nha. Ok nha anh em, màn đẹp kia ha. Tiếp theo là một con iPhone 6 Lock nha. Màn á, nói chung màn á thì ok luôn, màn ring đã dán cực lực cho anh em. Con này 16GB. Máy iPhone 6 Lock ha, vỏ 6, vỏ thì 66 không được đẹp, màn thì ok luôn, bao anh em đẹp, keng sà beng luôn, Wi-Fi ok nha. Để mình test cái pin cho anh em coi, pin bảo trì, vui má ở pin có 19% à. Pin này mình phải thay mới cho anh em rồi, con này pin này mình sẽ thay mới cho anh em luôn nha, mình chưa coi nên không để ý. Con này tính đây 1 triệu nha, 1 triệu thay pin cho anh em, chưa bao sim ghép nha, anh em tự chịu nha, mình sẽ bao sim. À, bao pin mới cho anh em, thay pin 100%, anh em thêm tính anh em giá 1 triệu tròn. Ok nha. 1 triệu tròn thôi là pin 100% nha anh em. Rồi, tiếp theo clip là con anh em SE máy quốc tế nha anh em. iPhone 5 SE máy quốc tế, con này máy đẹp tầm 98 pin 9 nha, nguyên ring nha anh em. 64GB. Bỏ sim là xài nha. Đó, màn đẹp ha. Màn nói chung là ok, chức năng full nha. Máy quốc tế bỏ sim là xài, không dính tài khoản gì hết nha. Tất cả mọi chức năng ok hết. Vân tay vân chân đầy đủ, wifi các kiểu, chả thiếu cái gì nha anh em. Đó, wifi rồi pin, tình trạng pin thì 88%, máy riêng pin 88, chưa hề qua sửa chữa một cái gì hết anh em, mọi chức năng full. Đó, 5SE 64GB, ngoại hình thì 5S nhưng mà ruột của nó là 6S nha anh em, xài rất là sướng nha, giá 2.1 triệu nha anh em, 2.1 triệu nha, kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo A3S nha anh em. Oppo A3S con này thay vỏ sau rồi. Đấy, thay đẹp keng như anh em nha. Như anh em thấy còn cái giá đầu tiên để nó không lột nên mất tài xước. Kính này đã giá cực lực rồi, đẹp. Máy nói chung là keng sà beng ha. Con này màn hình 6 inch. 6 inch 2. RAM 216 ha, pin con này là 4230. Máy thì mọi chức năng full cho anh em. Không có trục trặc gì hết nha, mọi chức năng ok hết. RAM A3S này, 216 ha. Chức năng full cho anh em xài thoải mái. Đó, Wi-Fi. Màn sáng đẹp nha anh em, màn thì cực kỳ sáng đẹp ha. Vỏ sau thay mới cho anh em rồi, chỉ việc bỏ sim là xài nha. Kèm sạc và dán cực lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Giá 1.650.000 kèm.
1650 nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con VinSmart Joy 3 của bác Vượng nhà ta nha. VinSmart Joy 3 vỏ xe có xuất gì vậy này, lông mèo này. Đó. Pin 5000 nha anh em, con này pin cực trâu bò luôn, RAM 332. Màn hình thì 6.5 inch. Đó, màn thì sáng đẹp nguyên zin. Máy zin từ A tới Á luôn nha anh em. Mọi chức năng ok hết ha, hoạt động ổn định luôn. Đó, wifi này. Wifi các kiểu là ok anh em, khỏi phải lo. Joy 3. VinSmart Joy 3. Bộ nhớ là 32GB, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 5000. Pin 5000 xài cực trâu bò nha anh em. Màn hình 6.5 inch ha. Con này để anh em giá của nó 1850. 1850 kèm sạc gian kính nha anh em nha. Tiếp theo là một con A57, Oppo A57 nội địa nha, máy nội địa ha. A57, vỏ sao đẹp tầm 98-99 mấy nguyên riêng. Đó, kính ok luôn cho anh em này. Sẽ test sơ chức năng cho anh em nha. Oppo A57 tức là con F3 Lite anh em. Máy mà xài 2 sim đàng hoàng nha anh em. Xài ok nha, nét A57 này, RAM 332. Màn hình 5.2. Pin con này 2009 nha anh em. Máy đẹp và nói chung là ken luôn á, 98-99, để anh em giá 1450 nha. 1450 kèm sạc gián kính nha. Tiếp theo là con Samsung Reborn Lux VN, kính đẹp 98-99, vỏ xeo trắng nguyên zin vậy đây. RAM 216 nha, màn hình 6 inch, pin 3300. Ngoại hình thì nói chung đánh giá đẹp tầm 97-98 nha, ok luôn. Chỉ có trắng nguyên zin vậy đây thôi, còn tất cả là đều đẹp hết nha anh em. Đó. Máy rất là ok. Màn hình là sáng đẹp nha anh em, nguyên zin. Wifi. Reborn Lux. Con này để anh em giá của nó mềm mại thôi nha. 1550 anh em. 1550 kèm sạc gián kính cho anh em nha, Reborn cộng. Tiếp theo là con Vivo i55s, con này vỏ sao thay mới cho anh em rồi nha. Thay nắp mới rồi. Kính thì đại giác cực lực cho anh em, sáng đẹp nha. Con này màn hình 5.2, RAM 216 nha. Pin con này là 2730. Test sơ chức năng cho anh em xem. Đó, wifi. Chức năng nói chung full anh em bỏ pin sim xài thôi, máy xài 2 sim nha anh em. 1610 là i55F nha, RAM 216 nha. Máy nói chung là ok. Để anh em giá 1.050.000 nha anh em. 1.050.000 kèm sạc gián kính. Một con 6S Ring, vỏ hơi nhem nhem do là xài lâu ngày anh em. Mấy con này đa số xài lâu ngày nó hơi rí gì vậy đó. Vỏ ring. Màn thì kính nói chung là ok. Kính còn đẹp nha. Con này 6S 16GB, máy full vân tay. Chức năng ok. 16GB. Máy quốc tế nha, bao anh em reset thoải mái nha. Pin bảo trì 70% thôi. Pin thì 70%, sẽ có giá riêng của nó. Anh em mà thích pin mới thì thay pin nha. Thay pin thì thêm mình 100.000 thôi. Mình sẽ thay pin mới cho anh em. Rồi, vân tay thì ok hết ha. 6S 16GB. Con này để cho anh em vào thứ giá bao nhiêu. 6S 16. Để đây 1.700.000 nha. Nếu kèm pin mới thì nó 1.800.000. Nếu mà thêm pin mới thì 1.800.000 nha. Còn pin như này thì tính là 1.700.000 nha anh em. Nên là thêm pin mới thì thêm 100.000. Thì thay pin 100.000 cho anh em luôn. 6S nhưng phải siêu thường nha anh em. Tiếp theo là con Oppo F1S nha. Máy thay vỏ sale mới keng cho anh em rồi. Vỏ đẹp keng luôn. Con này RAM 464 nha anh em. RAM 464 nha, màn hình 5.5 inch. Pin là 3075. Pin 3075, máy màn hình zin, sáng đẹp. Chức năng ok nha, wifi thì cực mạnh rồi. Test wifi sơ cho anh em. Đó. Ok nha. F1S RAM 464. Đó, cái đó là bản 64 chứ không phải 332. Con này ra đi cho anh em giá 1590 thôi. 1590, xả nhanh cho anh em luôn. Đây là cần thì alo mình nha. Một con duy nhất luôn. Tiếp theo là một con G7 Rim. Vỏ xeo có xuất sắc thêm 5 tháng nha, máy Rim nha anh em. Vỏ có xuất sắc nha. G7 Rim màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3300. Đó, vỏ như này nha. Phía bên trên đây là có cắn nhìn vậy nè.
Đó. Còn màn thì sáng đẹp nha. Màn thì ok, không vấn đề hết nha. Màn sáng đẹp. RAM 332, màn hình 5,5 inch, pin 3300. Đó. Ok anh em, còn repair rim để anh em giá. Giá con này thì 1550 thôi. 1550 cho anh em nha. Nhanh gọn luôn. Trời trời như vậy. Ra giá nhanh cho anh em luôn, 1550. Tiếp theo là con Samsung A750. Con này vỏ sâu nhâm nhâm này, da sẹp lưng lâu ngày nè. Con này màn hình 6 inch nha anh em, RAM 464 ha, pin 3300. Vỏ sườn thì hơi xước xước ha. Màn thay mới nha anh em. Con này màn thay mới nha. Chức năng full nha anh em nha. Đó, có sao nói vậy ha, chuẩn chỉnh. Wi-Fi ok. A7 nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá 2,4 triệu nha. 2,4 triệu kèm sạc dán kính lại cho anh em luôn. Samsung A600 bản hàng. Mấy màu xanh nhạt nhạt nha, xanh nhạt xám xám gì đó. Nói chung là sườn xước xác nhẹ. Sườn xước xác nhẹ nha, lưng đẹp nha. Kính đại giá lực cho anh em rồi, đẹp kem. Con này màn hình 5,6 nha, RAM 332. RAM 332, pin con này là 3000. Đó, thiệu kỹ cho anh em luôn, mấy hàng một sim nha anh em. A600 xài rất là mượt nha. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1750. 1750 kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Samsung A30 bản VN, màn hình 6,4 inch, RAM 332, pin 4000. Chức năng rất là ok. Sườn nói chung là gió sâu xước xước này. Còn kính thì lông mèo nhị nha anh em, lông mèo nhị nha, có vài cộng nha. Không đáng kể, nói chung là đẹp. Chức năng full nha. Để mình thiết lập cái máy vô bên trong cho anh em coi. Anh em chờ tí nha. Đó lên nha anh em. Ok ha, A30 nói chung là máy riêng nguyên. Máy riêng nguyên, cái vỏ xeo xước xước thôi. Chỉ cần thay mới là đẹp ngay thôi anh em. Mình không thay nha, mình để nguyên riêng bán. Cho những anh em cô chú anh chị lớn tuổi mà thích máy riêng á thì ok nha. A30, RAM 332, pin 4000, màn hình 6,4 inch. Máy nói chung là kính đẹp, đẹp ok, lưng xeo có xước xước nha. Con này ra đi cho anh em giá 2,6 triệu nha. 2,6 triệu nha anh em, kẹp sạc dán kính nha. Vivo Y20S, máy riêng nguyên, đẹp 98 nha. Vỏ xe ok nha. Lưng sườn anh em coi đi, rất là đẹp. Không có đứa nào là quá xấu nha anh em. Màn hình 6.51 nha, RAM 6 và nhớ 128, pin 5000. Màn thì ken luôn. Nói chung con này đẹp 98.9. Máy rất là ok. Vivo Y20S, con này RAM 6 và nhớ 128, pin 5000. Rất khủng nha. Y20S nha anh em. RAM 6GB, 128GB. Đó, chức năng full nha, Y20S, máy rất là đẹp. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 3,450, 3,450 triệu, kèm sạc dán kính. Đó, ok nha anh em. Tiếp theo là con G737 bán hàng, RAM 332, màn hình 5,5 inch, pin con này là 3,300, pin 3,500 luôn anh em, pin 3,500 luôn em, 2,3. Nói chung máy đẹp 98.9 nha. Dán lực cho anh em rồi. Đó. Cái chế độ an toàn này anh em chỉ gì khởi động lại là hết nha. Anh nó báo thôi, không ảnh hưởng nào đâu. Anh em khỏi lo. Chức năng ok, wifi các kiểu bắt được tốt hết. Máy riêng nguyên bản hàng nha anh em, một sim ha. Con là Galaxy Watch 3 màu đen. Ok, con này ra đi cho anh em giá 1,850 nha. 1,850 kèm sạc dán kính cho anh em là đầy đủ trước khi gửi máy nha. Máy nó dùng rất là ổn định anh em. Có sim là xài thôi. Một con Samsung A70 bán Việt Nam 2 sim. Con này RAM 6 của 128 anh em, màn hình 6,7 inch nha, rất rộng nha. Pin 4,5 inch, vỏ sau thì có xuất sắc 5 tháng này. Kính thì ken sao bèn nha, kính ken sao bèn ha, gần như là không có xuất sắc, đẹp. A70, một em A70 riêng nguyên. Đó, ok nha anh em. Con này ra đi cho anh em 3,8 triệu nha, 3,8 triệu kèm sạc dán kính lại cho anh em đầy đủ nha. Nó máy nó dùng rất là đẹp. Tiếp theo cho anh em là một con iPhone 8 Plus, iPhone 8 Plus 64 khi máy riêng nguyên quốc tế, bỏ sim là xài, không phải lăn tăn nhỉ nha, không phải cần lóc lướt gì mấy mấy kia, là con này là quốc tế hết đầy đủ ha.
mấy màn có một nguyên vết xước như vậy này đó, một vết xước lông mèo nha, còn trên đây gì gì thôi, đường cái là riêng nguyên, chỉ cần ép kính lại là ok anh em, mà không có ép nha, để lại cho bán cho anh em luôn. Đó. iPhone 8 Bluetooth 64GB, pin con này bao nhiêu, pin 84 nha anh em, pin 84, chức năng thì full nha, wifi các kiểu, coi pin rồi, pin 84 chính xác luôn. Chính xác nha anh em, máy full quốc tế nha, reset thoải mái, quốc tế trọn đời, vân tay vân chân đầy đủ ha, anh em test vân tay thoải mái luôn, khỏi phải lo là vân tay vân chân không được ha, còn tài khoản thì anh em về tự tạo đăng nhập đi luôn. 64GB, máy đẹp như thế này, sườn lưng rất là đẹp, chỉ có một vết xước màn hình này thôi. Đó, con này ra đi cho anh em, giá của nó cực mềm nha, để anh em 6.3 triệu ha, 6.3 triệu kèm sạc dán kính lại cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha, một vật xước nhỏ thôi là để anh em giá bèo, còn nếu mà nó ken ra luôn là phải 5.8 triệu nha anh em, chứ phải bèo rồi nha. Đó, nhưng mà xước nhẹ mình bán luôn cho anh em rồi ok nha, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy, giá 6.3 triệu. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, chào cả nhà, nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em để đón xem clip mới từ kênh mình nha, chào anh em.